Xin chào các bạn. Chỉ số VN-Index vẫn đang gặp khó tại vùng kháng cự 1290 và vùng 1300. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là cái xu hướng ngắn hạn vẫn đang có cái dấu hiệu là quay đầu xuống này. Do vậy thì trong ngắn hạn các bạn nên giao dịch chậm và chọn lọc những cái yếu tố của các cái cổ phiếu mà nó điều chỉnh và nó cho các cái chiết khấu tốt và đạt các cái tiêu chí để chúng ta chọn một cái cổ phiếu để chúng ta đầu tư, đó là ngon, bổ và rẻ, đúng không ạ? Ba cái tiêu chí. Chúng ta bắt buộc là phải trải qua ba cái tiêu chí này để các bạn chọn và lọc được những cổ phiếu xứng đáng trong quá trình chúng ta đầu tư. Ngày hôm nay sẽ là cái video chúng ta nhận định cho tuần sau. Thì tuần sau thì chúng ta sẽ giao dịch từ ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 7 các bạn ha. Chúng ta sẽ giao dịch và chỉnh sửa lại cái thông tin một tí này. 22 cho đến ngày 26 tháng 7. Các bạn sẽ cùng mình chúng ta nhìn lại cái xu hướng ngắn hạn của các cái nhóm ngành và các cái cổ phiếu. Thì các bạn thấy là tổng thể thị trường là rơi vào cái trạng thái tiêu cực, tức là điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Xu hướng này chúng ta đang hiển thị đó là cái xu hướng ngắn hạn thôi các bạn nhé. Còn trung và dài hạn chúng ta chưa xác, chúng ta đang xác những cái tiêu chí ngắn hạn, tại vì chúng ta nhận định cho tuần. Cái nhóm duy nhất mà giữ được cái trạng thái tăng đó là nhóm ngân hàng, cũng là một trong những cái nhóm cổ phiếu có cái dòng tiền ưu thế và cực kỳ mạnh ở trong đoạn này. Ngoài ra thì mình thấy là cái nhóm bán lẻ bao gồm Thế giới di động này, DGV kép hoặc là BED này, chúng ta vẫn giữ được đâu đó một vài cái sắc xanh, giữ được cái nhịp xu hướng tăng ngắn hạn. Chúng ta sẽ lướt qua một vài cái nhóm ngân hàng mà mình đang rất là thích và vẫn đang nắm giữ, đó là con MB Bank. MB Bank này thì mình mua được vùng giá 18 18, do vậy thì cái việc nắm giữ của mình là hoàn toàn khả thi, tại vì biên an toàn mình rất là cao và cổ phiếu lại đang có được một cái dòng tiền ngắn hạn cực kỳ mạnh như thế này. Này các bạn thấy này, cái vol chỗ đây này nó vào rất là cao, đúng không ạ? Giá thì nó tạo nền từ cái vùng 23, bây giờ nó lên vùng 25.4 rồi. Trạng thái vẫn chưa có gì xấu và vẫn đang biến động tăng các bạn nhé. Ngoài ra thì cũng có một cái chart cổ phiếu nữa, đó là ACB. Con này cũng có chart vol vào rất là đẹp. Này, có khu vực nền tích lũy này. Đó, thì các bạn nên đánh những cái mã cổ phiếu như vậy. Tại vì nó chắc chắn và an toàn ở trong cái giai đoạn mà chúng ta thấy là có quá là nhiều sự rút ra dòng tiền ở các cái nhóm ngành. Đó, trạng thái nó tiêu cực trong ngắn hạn như thế này là một cái biểu hiện rất là rõ cho cái việc rút ra dòng tiền ở trong ngắn hạn. Thế còn cái xu hướng mà cái tầm nhìn dài hạn để các bạn mua và nắm giữ cổ phiếu á, thì hiện tại thị trường nó cũng chỉ đang chỉnh một tí tại vùng kháng cự thôi. Để mà chiết khấu nó tốt hơn thì chắc chắn là chúng ta phải chờ những cái nhịp giảm và những cái biên chiết khấu nó mạnh hơn nữa để các bạn có thể tham gia mua trở lại và nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn. Còn hiện tại mình đánh giá là vẫn đang khó giao dịch cả ngắn hạn và dài hạn, thì nó cũng chưa giảm đủ để chúng ta mua và chúng ta nắm giữ lâu dài. Danh mục của mình thì đang nắm giữ ba cổ phiếu dài hạn, đó là MB Bank giá 18, FPT thì mình mua tận vùng giá 100 giữ đến thời điểm hiện tại các bạn nhé. FPT vẫn giữ đến thời điểm hiện tại. Và một con nữa đó là con DGC. DGC thì mình mua đâu đó cũng vùng 100 các bạn, mình giữ đến thời điểm này 20%. Đó, đó là ba cái mã cổ phiếu mà mình mua và nắm giữ lâu dài. Còn ngắn hạn thì mình đang có gom mã cổ phiếu RE, mình có chia sẻ cùng với các anh chị nhà đầu tư á, thì mua RE. Thì con RE này mình chỉ mua khi mà giá nó dưới vùng 69-70 thì mình mới bắt đầu rải ra và mua gom dần, chứ còn nó giao dịch lần quần ở trên này thì cũng cũng chưa đủ biên để mình mua. Do vậy thì cái việc mua mới thì chúng ta thấy là nó đang rất là lưng chừng, tại vì chiết khấu nó cũng chưa đủ. Mà để mà giao dịch ngắn hạn thì các bạn nên chậm lại, tại vì chúng ta cần an toàn ở trong cái giai đoạn này, cần an toàn ở trong cái giai đoạn này các bạn nhé. Một số cái cổ phiếu mà đánh giá nó có xu hướng mạnh trong thời gian vừa qua thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra và check qua một tí. Thứ nhất là NAB, đây là mã cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á này, vốn vào dòng tiền tăng, đoạn này cũng tích lũy này, đoạn này tích lũy tốt này, được chưa? Rồi sau đó nó phá vỡ thế cờ thì nó bắt đầu nó thoát lên ở vùng này. Chúng ta sẽ kiểm tra sơ qua cái việc cổ phiếu này nó có ngon hay không, tức là điểm số nó phải phải trên 6. Thì chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ ngon của cổ phiếu NAB các bạn nha. Đây trên màn hình các bạn thấy là cái điểm của NAB là 5, là 50-50, 5 trên 10 thì 50-50 thôi. Riêng mình chọn cổ phiếu để mà nó ngon á, mình đầu tư á, thì nó phải 6, trên 6 điểm. Trên 6 điểm thì mình mới xem xét cái bước tiếp theo. Ở đây NAB 5 điểm thì mình đánh giá là nó có xu hướng ngắn hạn để các bạn đầu tư theo cái kiểu mua và đạt được mục tiêu thì chúng ta bán ra thôi. Chứ còn cái việc mua gom, mua nắm giữ lâu dài thì rõ ràng nó không đạt chỉ tiêu theo cái tiêu chí đầu tư của mình. Còn một số anh chị khác thì mình không rành, không rõ, nên là ở đây mình không phân tích sâu các bạn nhé. NAB đánh giá là có dòng tiền ngắn hạn phù hợp cho anh chị nhà đầu tư canh điểm thấp mua và lướt ngắn hạn ở trong cái giai đoạn này. Cổ phiếu tiếp theo đó là MBB.
MBB cũng đang có cái dòng tiền rất là tốt. Con này thì mình nắm giữ dài hạn rồi. Thì các bạn sẽ cùng mình chúng ta kiểm tra cái số điểm của MBB này. Thì các bạn sẽ thấy nó đạt trên 6 điểm, 6.25 trên thang 10. Thì mã cổ phiếu này đạt cái tiêu chí về việc ngon. Khi mà nó ngon rồi thì chúng ta mới xem xét là nó bổ. Bổ ở đây tức là cái xu hướng tăng nó có tạo được lợi nhuận cho nhà đầu tư hay không. Thì các bạn thấy là xu hướng dài hạn của MBB này rất là tích cực, tích lũy và tăng trưởng. Và chúng ta thấy là giá nó tăng trưởng này từ vùng 14 lên đến vùng hiện tại là 15. Ở những cái giai đoạn thấp hơn nữa thì giá nó dưới 10, bây giờ nó đã trên 20 rồi, 25 rồi. Đó là cái việc là nó giao dịch vận động tăng và tạo được lợi nhuận cho nhà đầu tư. Còn việc rẻ nữa thì các bạn phải kiểm tra cái tính chất về báo cáo tài chính. Thì ở đây mình sẽ cùng với các bạn chúng ta mở cái báo cáo tài chính của MB Bank này để các bạn đánh giá ha, MB Bank này. Đây là cái đánh giá về báo cáo tài chính và cái bảy cái phương pháp định giá của MB Bank. Thì để mà chúng ta định giá một cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nó rất là khó. Do vậy thì chúng ta phải dùng đúng những cái phương pháp mà nó có cái ưu thế đối với cái nhóm ngân hàng, đó là dòng tiền. Tại vì đối với cái nhóm ngành ngân hàng, các bạn biết là nó khó ở cái việc là dòng tiền nó luân chuyển thường xuyên. Khoản vay rồi khoản nợ rồi các khoản đầu tư khác, thì cái việc mà lưu chuyển tiền tệ về tài chính, về kinh doanh nó thay đổi. Do vậy thì chúng ta phải dùng các phương pháp định giá đúng theo kiểu như là DCF, tức là kiểu định giá chiết khấu dòng tiền, hoặc là kiểu BCF, kiểu định giá theo dòng tiền, hoặc là kiểu FCFF, kiểu chiết khấu dòng tiền tự do doanh nghiệp á, thì chúng ta định giá nó sẽ tương đối chuẩn xác hơn so với những cái phương pháp định giá khác. Chúng ta phải sử dụng từ tương đối, tại vì không có bất kỳ cái phương pháp nào đưa cho chúng ta một cái giá trị tuyệt đối của một cổ phiếu vào đúng thời điểm đó, đúng cái chu kỳ đó được cả. Chúng ta chỉ tương đối để chúng ta có một cái gì đó chúng ta so sánh thôi các bạn nhé. Thì trên màn hình các bạn thấy là con này có cái mức định giá là vùng 30-32, là cái mục tiêu mà có khả năng xảy ra trong cái tương lai đối với mã cổ phiếu MB Bank. Do vậy thì nắm bắt cái việc là cổ phiếu đạt các tiêu chí ngon bổ rẻ, thì ở những cái giai đoạn giá thấp như vùng 18 thì mình đã mua và gom mã cổ phiếu này rất là tốt. Mình giữ thì biên an toàn của mình rất là cao. Đó là cái lợi thế của mình. Lợi thế của mình là xác định được cổ phiếu tốt, biết định giá của nó, thì khi nó điều chỉnh sâu nhất về vùng hỗ trợ an toàn, mình sẽ mua và gom vào để giữ đó. Đó là cái cách đầu tư của mình các bạn nhé. Thì các bạn nào thấy phù hợp cái cách đầu tư này thì các bạn có thể tham khảo và chia sẻ tham gia cùng mình. Chúng ta đến với cổ phiếu thứ ba mà nó có cái dòng tiền mạnh, đó là cổ phiếu DHT. Con này thì khó đánh, tại vì cái vốn hóa của nó và thanh khoản của nó tương đối là nhỏ. Đoạn trước thì các bạn thấy là cái nhóm dược phẩm bao gồm hai cái mã cổ phiếu là DHT, IMB có chu kỳ tăng rất là tốt, chu kỳ tăng rất là tốt. Tuy nhiên đoạn đó thì mình đầu tư vào TNH, mình đã có giai đoạn mua TNH vùng 20x và bán ra quanh khu vực giá 28x các bạn nha. Mức lợi nhuận là trên 30%, cụ thể đây là 36.9737%. Thế thì quay trở lại với DHT này, các bạn thấy là nó tăng một mạch và hiện tại nó điều chỉnh thì mình thấy là cũng không đáng kể so với cái vùng đỉnh. Thì bây giờ chúng ta xem thử cái tính chất về sức khỏe tài chính của nó như thế nào. Thì các bạn thấy là con này 3.75 thuộc dạng small cap, dạng penny, dạng cổ phiếu penny, thì chủ yếu là chúng ta mua, chúng ta lướt sóng, chúng ta giữ theo chặt và giữ theo cái dòng tiền thôi. Tức là ví dụ các bạn mua theo MA20 này, điểm này nó cắt MA20 đúng không, ngay tại vùng 27 này, thì các bạn mua, các bạn giữ miết tới khi nào nó gãy MA20 thì các bạn bán ra thôi. Đó là cái cách mà chúng ta giao dịch khi mà cái tiêu chí về sức khỏe của một cổ phiếu nó không đạt. Thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp kỹ thuật, chúng ta đánh thôi. Khi nào nó đạt các tiêu chí ngon bổ rẻ thì mới cầm nắm giữ lâu dài, mua gom, mua tích sản, tích trữ được các bạn nhé. Phương pháp là chúng ta phải rõ ràng như vậy để chúng ta đầu tư. BBB nhóm ngành ngân hàng cũng đang tăng, mình thấy là đang tăng rất là tốt. Thì chúng ta kiểm tra sơ qua một tí về cái sức khỏe tài chính của nó, thì chỉ được 2.5 thôi. Thì mình đánh giá với sức khỏe này chúng ta mua ngắn hạn, tức là mua theo cái điểm cắt MA20 12.2 và tiếp tục nắm giữ cho đến khi nào nó gãy MA20 thì bán ra. Đó là cái biện pháp đánh đối với những cổ phiếu mà có cái điểm sức khỏe quá là thấp các bạn nha. Điểm sức khỏe quá là thấp. BBB rồi đúng không ạ? LB Bank, ngân hàng LB Bank đúng không ạ? Thì LB Bank thì chúng ta thấy là cũng có một trong những cái tiêu chí, đó là cái xu hướng tăng rất là tốt này. Bây giờ chúng ta kiểm tra sức khỏe xem
nó đạt được cái mức điểm cao hay không. Ô, con này rất là cao các bạn, 8.75 trên 10, một mức điểm của nhóm ngân hàng mà khó cổ phiếu nào đạt được. Thì các bạn thấy là với một mức điểm cao như vậy thì cái tình hình tăng của nó rất là đều và đẹp. Đó, nó nâng cái giá từ vùng 17 cho đến vùng 32. Mà đó, chúng ta thấy là cái lợi thế khi mà chúng ta lọc được những cái cổ phiếu điểm cao là như vậy, thì nó tăng trưởng và nó giữ rất là tốt. Riêng con này thì mình cũng đã có làm định giá rồi, và định giá nó xảy ra ở vùng 32 cho đến vùng 35 trung bình các bạn nhé, dựa vào các cái phương pháp DCF rồi BCF, FCFF đó, các phương pháp định giá chuyên cho cái dòng ngân hàng đó. Thì mình định giá nó tầm 3, 32, 35. Thì bây giờ nó đang xem cái vùng định giá đó này. Mua thì mua sớm, chứ còn bây giờ thì chủ yếu là có thì nắm giữ thôi. Hoặc là các anh chị muốn lướt ngắn hạn thì vào lướt thôi, chứ còn mình không khuyến nghị mua ở vùng 30, 32 rồi nắm giữ lâu dài nữa, khi mà nó chạm định giá rồi không đạt ha. Đó, đó là những cái mã cổ phiếu mình đánh giá là nó mạnh ở trong cái giai đoạn này. Một số mã cổ phiếu tốt cũng như là một số mã cổ phiếu điểm số kém thì chúng ta sử dụng biện pháp và phương pháp chúng ta đầu tư phù hợp thôi.